cái kết quả tốt. Thì cái phần trình bày này thì chúng ta cũng sẽ có cái phần thảo luận trong cuối buổi. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời cái ca lâm sàng thứ hai cũng là liên quan đến cái viêm loét đại tràng mức độ nặng, sẽ do thạc sĩ bác sĩ Cao Ngọc Tuấn đến từ khoa tiêu hóa của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời bác sĩ Tuấn. Kính thưa thầy, thầy trong chủ tọa và quý chị đồng nghiệp, thì chúng ta vừa nghe xong cái bài báo cáo một cái ca lâm sàng viêm loét đại tràng mức độ trung bình nặng cũng như đầy cái dữ liệu rất là hay. Thì cái bài kế tiếp của tôi sẽ nói về một cái ca lâm sàng về cái đợt cấp của viêm loét đại tràng mức độ nặng. Thì nó cũng là một cái thể bệnh chung trong cái viêm loét đại tràng, nhưng mà nó hơi đặc biệt hơn so với các cái phân loại nhẹ, trung bình, nặng một chút về cái cách xử trí. Và vấn đề quan trọng là trong tuần lễ đầu tiên chúng ta phải làm gì để chúng ta đạt được cái mục tiêu điều trị trong giai đoạn cấp của người bệnh. Thì tôi bắt đầu bằng nhất là đây là một bệnh nhân nam 29 tuổi. Thì ca này có cái tiền căn là có được cái chẩn đoán là viêm loét đại tràng năm 2019 và được điều trị không có liên tục. Theo ghi nhận thì có người bệnh được sử dụng cái 5-ASA. Tuy nhiên khi mà có triệu chứng lâm sàng giảm thì người bệnh không đi tái khám. Thì đến năm 2021 đó, thì trước khi nhập viện khoảng một tháng đó, thì người bệnh bắt đầu xuất hiện triệu chứng là đi cầu ra máu 8 cho tới 10 lần một ngày, và nhập viện ở bệnh viện địa phương, thì được chẩn đoán là được nội soi toàn bộ cái đại tràng và được chẩn đoán là viêm loét đại tràng xuất huyết mức độ nặng, và sau đó được sử dụng cái 5-ASA. Thì người bệnh điều trị được từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 2021, cũng tầm khoảng một tuần. Người bệnh thì lâm sàng thì cũng tốt nhưng mà vấn đề đi cầu ra máu thì vẫn còn, không có thuyên giảm về cái tính chất cổ phân, cho nên là được giới thiệu chuyển bệnh viện Đại học Y Dược. Thì cái ca lâm sàng của tôi thì bắt đầu từ cái việc mà tiếp nhận tại các đồng nghiệp ở cấp cứu đó. Thì chúng ta nhìn thấy là ban đầu thì vừa về lâm sàng thì bệnh nhân cũng rất là không có dấu hiệu gì đặc biệt, ngoài cái chuyện là bệnh nhân có than là đi cầu ra máu, có ghi nhận có đau bụng và có sốt. Sinh hiệu tại thời điểm cấp cứu thì chúng ta thấy ghi nhận khi có mạch khoảng 95 lần một phút, nhưng mà có dấu hiệu thiếu máu, mạch cầu khoảng 11.000, CRP là 24, chức năng gan thận bình thường. Và lúc này có cái siêu âm bụng tại cái thời điểm cấp cứu thì có dày thành đại tràng sigma và phần thấp của đại tràng. Bệnh nhân này có cái dữ liệu nội soi đại tràng ở tỉnh thì là viêm loét toàn bộ đại tràng có xuất huyết. Thì các đồng nghiệp ở cấp cứu thì xử trí ban đầu là họ chỉ truyền dịch và tiếp tục họ duy trì cái bentazacort tại thời điểm cấp cứu thôi, và sau đó được chuyển lên khoa tiêu hóa có truyền máu ở tại thời điểm cấp cứu. Thì lên khoa tiêu hóa của chúng tôi thì từ ngày 24 đến ngày 28, trong vòng 4 cho đến 5 ngày sau khi nhập cấp cứu thì chúng tôi làm gì? Chúng tôi sẽ đánh giá lại lâm sàng và làm những cái xét nghiệm, và chúng tôi đặt một câu hỏi là cái này liệu có phải là viêm loét đại tràng mức độ nặng hay không, hay là thể ASOS, có nghĩa là đợt cấp của viêm loét đại tràng mức độ nặng, để chúng tôi khởi động steroid. Thì về thăm khám thì chúng tôi thấy là bệnh nhân lúc này số lần đi tiêu thì 6 đến 7 lần, tuy nhiên là do có điều trị trước ở bệnh viện địa phương rồi cho nên cái số lần đi tiêu nó hơi giảm nhưng mà vẫn còn máu. Bệnh nhân có đau nhẹ bụng và có sốt khoảng 38 độ. Chúng tôi tiến hành các cái xét nghiệm để chuẩn bị cho điều trị của người bệnh, nhất là tầm soát về các cái nhiễm trùng cơ hội, thí dụ như CMV, canvotectin trong phân, cariferol và các cái xét nghiệm về soi phân CDIF, và chúng tôi tiến hành nội soi trực tràng và đại tràng sigma trong cái thời gian nằm điều trị. Thì cái kết quả xét nghiệm thì cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ có một cái chuyện là chúng ta thấy là cái CMV nó dương IgG, và chúng tôi làm cái định lượng CMV đó thì nó lại âm tính. Trong trường là soi phân thì lại bình thường, không có thấy dấu hiệu nhiễm ký sinh trùng gì hết. Chúng tôi thử mặt cơ viêm của ruột calprotectin thì rất là cao, và chứng tỏ là nó đang hoạt động, chứng tỏ nó đang hoạt động. Thế thì chúng tôi sẽ làm gì trong trường hợp này? Chúng tôi bắt buộc phải đánh giá lại là cái trực tràng và đại tràng sigma của bệnh nhân như thế nào, và chúng tôi sẽ soi đại tràng một cách hạn chế là chúng tôi soi tới đại tràng sigma thôi. Và chúng tôi thấy là nhất là niêm mạc nó xuất huyết tự nhiên là một, cái thứ hai là mất cấu trúc mạch máu, cái thứ ba nữa là có những cái vết loét chợt chỏ, thì theo đánh giá tại thời điểm đó là một cái meiobar, và chúng tôi sinh thiết hai vị trí đó, sigma và trực tràng. Kết quả giải phẫu bệnh thì nó phù hợp với một cái tình trạng đó là viêm loét đại tràng mạn alpha hoạt động và người ta nghi ngờ là UC. Thì chúng tôi làm gì? Chúng tôi quyết định là khởi động steroid, và chúng tôi dùng liều là 60 mg tiêm tĩnh mạch, và chúng tôi sẽ chờ đợi đánh giá và sử dụng thêm các cái thuốc điều trị triệu chứng cho người bệnh. Thì theo chúng ta biết trong cái khuyến cáo mà chẩn đoán và tầm soát quản lý những bệnh nhân đợt cấp của viêm loét đại tràng mức độ nặng, thì chúng ta coi là cái tiêu chuẩn chẩn đoán thì chúng ta dựa vào cái tiêu chuẩn two lớp Ankwitz. Thì chúng ta thấy là dựa vào nhất là tần số số lượng đi cầu có máu, thứ hai là mạch, nhiệt độ, hemoglobin và CRP. Thì
Thì như vậy cái đợt cấp của viêm loét đại tràng mức độ nặng nó được chẩn đoán như thế nào? Khi nó có một cái triệu chứng là nặng là bệnh nhân đi cầu phân có máu lớn hơn một bằng 6 lần và mạch lớn hơn hoặc là nhiệt độ lớn hơn 37,8 hoặc là cái hemoglobin nhỏ hơn 105 hoặc là cái dấu hiệu viêm CRP lớn hơn 30 thì được chẩn đoán là đợt cấp viêm loét đại tràng mức độ nặng. Và các cái xét nghiệm đánh giá để chuẩn bị điều trị một cái bệnh nhân viêm loét đại tràng mức độ nặng, như chúng ta nghe từ sáng tới giờ chúng ta thấy là sẽ làm rất là nhiều thứ, nhất là những xét nghiệm tổng quát cho vấn đề về điều trị như công thức máu, chức năng thận, ion đồ, magie. Trong các xét nghiệm này các anh chị chú ý nhất đó là kali và magie, nó liên quan tới cái vấn đề nguy cơ phình đại tràng trên những cái ca mà có viêm loét đại tràng mức độ nặng hoặc là ASOS. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải xem xét cái vấn đề, chúng ta phải loại trừ cái nhiễm trùng đó là Clostridium difficile hoặc là CMV. Những bệnh nhân mà ASOS mà có đồng nhiễm CMV hoặc là C. diff thì nguy cơ cắt đại tràng tăng từ 3 cho đến 4 lần. Cái thứ hai nữa là các cái xét nghiệm về hình ảnh CT bụng đứng hoặc là CT scan. Nếu như chúng ta nghi ngờ, chúng ta có thể làm, chúng ta đánh giá coi có biến chứng thủng hay không hoặc là có biến chứng phình đại tràng nhiễm độc hay không. Chỉ cần một cái X-quang bụng đứng không thôi, chúng ta có khả năng đo được cái kích thước của đại tràng. Nếu kích thước của đại tràng lớn bằng 5 cm trở lên thì có nguy cơ bệnh nhân có khả năng coi chừng có phình đại tràng đi kèm hay không, cộng với một số các cái dấu hiệu nhiễm độc toàn thân. Và cái nội soi đại tràng sigma thì đối với cái đợt cấp của viêm loét đại tràng mức độ nặng thì người ta khuyến cáo mình nên nội soi đại tràng một cách hạn chế vì ta sợ nguy cơ thủng đại tràng cao. Và cái thứ hai là khi mà nếu mà chúng ta nội soi toàn bộ đại tràng, chúng ta lại liên quan tới vấn đề khâu chuẩn bị ruột, cho nên nó cũng tăng nguy cơ thủng. Cho nên chúng ta sẽ soi đại tràng một cách hạn chế là chúng ta soi trực tràng và đại tràng sigma thôi để chúng ta đánh giá cái mức độ tổn thương. Thường cái khuyến cáo chúng ta soi trong 72 giờ đầu, mục tiêu của nó là xác định mức độ nặng, cái hai là xác định chẩn đoán và loại trừ nguyên nhân. Đặc biệt là chúng ta phải sinh thiết trong trường hợp có ổ loét đi kèm để chúng ta loại trừ cái nhiễm CMV. Và cuối cùng là chúng ta phải đánh giá thang điểm, đó là có hai cái thang điểm trên nội soi chúng ta đánh giá, đó là thang điểm Mayo và cái thang điểm USET. Hai thang điểm này tương tự nhau, cơ sở y tế nào mình quen thang điểm nào mình có thể đánh giá cái thang điểm đó. Tại đại học y dược của chúng tôi dùng cái thang điểm Mayo cho nó tiện hơn. Thì chúng ta thấy là cái thang điểm Mayo và thang điểm USET sẽ chia làm 3 mức độ, từ Mayo 1 cho đến Mayo 3. Mayo 3 là nặng nhất. Còn nếu chúng ta dùng cái thang điểm USET thì nếu mà USET trên 7 thì có giá trị tiên đoán về cái nhu cầu cắt bỏ đại tràng ở cái giai đoạn cấp nó tương đương với điểm Mayo 3. Thì có hai cái thang điểm về cái nội soi mà chúng ta có thể được sử dụng trên lâm sàng. Và thì như vậy sau khi chúng ta làm đánh giá hết rồi thì chúng ta quyết định điều trị, thì cái steroid là một cái thuốc đầu tiên được sử dụng trong điều trị đợt cấp của viêm loét đại tràng mức độ nặng. Thì chúng ta sẽ coi là chỉ định nó như thế nào. Thứ nhất là chúng ta với cái liều là 0,8 cho đến 1 mg bạc ký, và thường chúng ta mạch là từ 3 đến 5 ngày, và khuyến cáo là không xài quá 7 ngày. Nếu như đáp ứng sau 7 ngày chúng ta phải giảm liều và chúng ta phải phối hợp thuốc. Và hiện tại steroid thì chúng ta dùng thuốc nào, đường nào thì chưa có một cái nghiên cứu so sánh đối đầu giữa các loại steroid, không có sự khác biệt về các loại steroid về các liều đơn hay liều ngắt quãng hay là điều truyền liên tục. Thế thì steroid nó có vai trò gì trên bệnh nhân đợt cấp của viêm loét đại tràng nặng hay được gọi là ASOS? Chúng ta thấy là từ năm 1955 nghiên cứu đầu tiên nhất theo cái của cái tác giả Sherlock and Witt đó, trên 210 bệnh nhân thì chúng ta thấy là 109 bệnh nhân dùng steroid. So sánh với giả dược thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ làm thuyên giảm bệnh đó là 41% và tỷ lệ tử vong là 7%. Tuy nhiên đối với cái nhóm giả dược thì chiếm tỷ lệ thuyên giảm bệnh là 16 và tỷ lệ tử vong là lên tới 24%. Và từ đó 30 năm sau, từ năm 1974 cho đến năm 2006, có nghĩa là 30 năm người ta tiến hành rất nhiều các cái nghiên cứu, và trên các cái đối tượng là ASOS thì người ta ghi nhận cái gì? Thuốc sử dụng đó là methylprednisolone, người ta với xài liều là 60 mg hoặc người ta xài hydrocortisone 400 mg một ngày. Thì người ta thấy là cái tỷ lệ mà thì như vậy thì trên cái phân tích 32 nghiên cứu phân tích gộp này sẽ cho chúng ta thấy là gì? Nhất là cho tới thời điểm hiện tại có nhiều cái thuốc đã được ra đời, tuy nhiên cái tỷ lệ mà đáp ứng với corticoid vẫn là 67% và tỷ lệ cắt đại tràng ngắn hạn là 27% và tỷ lệ tử vong là 1%. Và người ta thấy là cái steroid đó, nó cái liều steroid nó không có liên quan tới tình trạng tỷ lệ cắt đại tràng trong cái quá trình điều trị. Cái thứ hai, các cái khuyến cáo chúng ta nói gì? Chúng ta có các cái khuyến cáo, nhất là
theo các cái khuyến cáo của ECHO thì đối với ASOS thì người ta khuyến cáo là chúng ta sử dụng steroid đường tĩnh mạch. Còn đối với cái hiệp hội tiêu hóa của Hoa Kỳ hay là trường môn tiêu hóa Hoa Kỳ thì người ta khuyến cáo là steroid đường tĩnh mạch cái liều là từ 40 đến 60 mg bạc ký. Và đối với hội tiêu hóa Anh thì cũng đồng thuận với cái chuyện là chúng ta sử dụng steroid với cái liều 60 mg hoặc là chúng ta sử dụng hydrocortisone 400 mg 100 g mỗi 6 giờ hay là 400 mg trên ngày. Thì quay trở lại cái ca lâm sàng của chúng ta thì chúng ta dùng chúng ta dùng cái methylprednisolone 60 mg một ngày và được 3 ngày. Thì như vậy sau 3 ngày thì chúng ta phải đánh giá lại lâm sàng. Thì đối với trường hợp này sau 3 ngày thì chúng ta thấy là bệnh nhân không còn đau bụng nữa, không còn sốt, bệnh nhân đi cầu đi đi tiêu phân vàng khoảng 4 lần và không có máu, CRP bắt đầu giảm và chúng tôi cho nội soi trực tràng lại kiểm tra. Thì chúng tôi nhận thấy như sau. Về nội soi trực tràng chúng ta thấy là cái hình nội soi này so với cái hình nội soi lúc trước thấy khác nhau rất là nhiều. Không còn xuất huyết tự nhiên nữa. Cái vết loét mấy cái đặc trật nó cũng bớt đi và nó lộ rõ cái niêm mạc hơn so với cái hình nội soi trước. Thì lúc này được đánh giá là Mayo 2 thì chúng ta thấy là có giảm bậc Mayo từ 3 xuống Mayo 2 sau 3 ngày điều trị. Thì như vậy làm sao chúng ta dự đoán được, quan trọng làm sao chúng ta dự đoán được cái khả năng mà đáp ứng đối với steroid đường tĩnh mạch để chúng ta chuyển cái phương pháp điều trị nếu như nó không đáp ứng. Thì chúng ta biết là mặc dù cái tỷ lệ đáp ứng của steroid tới 60% tuy nhiên nó khoảng có 30% là không đáp ứng và có nguy cơ phải cắt đại tràng. Thì như vậy người ta dựa vào cái chỉ số phân tầng nguy cơ. Có rất nhiều cái chỉ số phân tầng nguy cơ. Tuy nhiên tới nay chưa có một chỉ số nào được gọi là ưu tiên số 1 để mình sử dụng. Người ta có thể sử dụng nhiều cái chỉ số và có thể phối hợp với nhau. Thì chúng tôi thấy là sẽ có các cái chỉ số thời gian đánh giá là từ 72 đến 92, 96 giờ thì có các chỉ số như là Travis hay là Oxford. Cái chỉ số này là dễ sử dụng nhất trên lâm sàng, mình dựa vào số lần đi tiêu có máu trên bệnh nhân. Lớn hơn nếu như cái số lần đi tiêu có máu lớn hơn 8 lần một ngày hoặc lớn hơn 3 lần cộng với CRP trên 45 vào ngày kết thúc thứ ba mình sử dụng steroid thì tiên đoán khả năng thất bại rất cao và cái nguy cơ cắt đại tràng lên tới khoảng 85%. Ngoài ra còn các chỉ số khác, tùy các chị nếu mà mình ở cái cơ sở nào mình chọn một cái chỉ số và mình sử dụng thì vẫn được, không bắt buộc. Tuy nhiên tại tại khoa tiêu hóa của chúng tôi thì chúng tôi chọn cái chỉ số office là dễ sử dụng nhất. Ngoài ra nó còn có chỉ số Hall thì cũng rất là dễ sử dụng, dựa vào số lần đi tiêu chụp cái X-quang đánh giá cái đường kính của đại tràng coi là bao nhiêu và định lượng nồng độ albumin, từ đó chúng ta tính ra số điểm và chúng ta tiên đoán ở thời điểm thứ ba, ở ngày thứ ba. Một cái tiêu chuẩn nữa là chúng ta phải hết sức lưu ý là trong thời gian mỗi ngày điều trị như vậy chúng ta phải thăm khám người bệnh, chúng ta coi bệnh nhân có dấu hiệu phình đại tràng nhiễm độc hay không. Nếu bệnh nhân phình đại tràng nhiễm độc chúng ta phải xét chỉ định ngoại khoa, nếu không là nguy cơ sẽ diễn tiến tử vong rất cao. Và dựa vào cái mức độ tiêu chuẩn đánh giá của Oxford đó, chúng ta chia làm 3 mức độ đáp ứng hoàn toàn là ở ngày thứ tư đó, cái số lần đi tiêu của người bệnh nhỏ hơn 3 lần và không có máu. Cái thứ hai là đáp ứng một phần thì có nghĩa là bệnh nhân số lần đi tiêu từ 3 đến 8 lần và CRP nhỏ hơn 45 và không đáp ứng và số lần đi tiêu trên 8 lần có máu và CRP trên 45. Thì dựa vào đánh giá cái đáp ứng này để làm gì, chúng ta chọn lựa thuốc kế tiếp ở ngày thứ tư chúng ta sẽ làm gì đối với người bệnh. Thì bệnh nhân này sau 4 ngày chúng tôi đánh giá thì họ thỏa được cái tiêu chuẩn của Oxford là đáp ứng được điều trị là số lần đi cầu nhỏ hơn 3 lần, CRP giảm dưới 45. Chúng tôi mạnh dạn tiếp tục sử dụng corticoid và chúng tôi giảm liều trước khi xuất viện và chúng tôi phối hợp với azathioprine. Azathioprine thì do ở đó chúng tôi không làm định lượng men đột biến được cho nên chúng tôi khởi đầu từ liều thấp tăng dần. Cái vấn đề quan trọng là sau ngày thứ bảy chúng ta làm gì, có nghĩa là nếu như bệnh nhân ASOS đáp ứng với steroid thì chúng ta làm gì để điều trị duy trì. Chúng ta thấy là nếu bệnh nhân mà đáp ứng với steroid ở 3 ngày đầu thì người ta khuyến cáo là mình tiếp tục sử dụng đủ 7 ngày và bắt đầu cái biện pháp là tiết chế steroid, giảm liều steroid và phối hợp với một thuốc, đó là cái thuốc điều hòa miễn dịch. Và nếu mà cái liệu pháp duy trì dài tối ưu bao lâu thì cho đến ngày hôm nay thì người ta thấy là đối với những cái người mà chưa dùng thuốc điều hòa miễn dịch và bị ACE lần đầu đó thì thường là cái tình trạng đáp ứng với steroid thì vẫn chưa có rõ ràng. Thì như vậy mình sẽ chọn thuốc gì? Có một cái nghiên cứu trên 142 bệnh nhân ASOS sau khi đáp ứng với steroid thì người ta sẽ cho chúng ta chọn thuốc gì? Một là 5-ASA, hai là thuốc điều hòa miễn dịch, ba là TNF, bốn là vedolizumab. Thì cái kết quả của nghiên cứu này cho thấy đó là cái khả năng mà sống còn mà không cần phải cắt đại tràng
rất là cao, từ 96%, 95% và 91% theo thứ tự các thuốc 5-ASA, thuốc điều hòa miễn dịch azathioprine và TNF. Và tương tự, cái khả năng sống còn sau 5 năm của tất cả các thuốc là khoảng từ 40 cho đến 50%. Thì trong cái nghiên cứu, mục đích của nghiên cứu này là người ta muốn nhấn mạnh một chuyện là gì? Ba cái thuốc đầu tiên đó là 5-ASA, điều hòa miễn dịch và TNF có thể sử dụng được sau khi bệnh nhân đáp ứng với steroid trong những trường hợp bệnh nhân bị ASOS. Thì khuyến cáo trong điều trị duy trì nói gì? Thiotiprin được có thể được điều trị duy trì ở những bệnh nhân mà có đáp ứng với steroid. Cái thứ hai là trong những trường hợp mà kháng steroid, trong những trường hợp kháng thiopurine thì người ta khuyến cáo là một là chúng ta duy trì bằng TNF, hai là vedolizumab. Ở Việt Nam thì mình không có vedolizumab. Về thời gian điều trị, các cái thuốc duy trì như AZA, TNF hay vedolizumab thì chưa có thời gian cụ thể, và người ta khuyến cáo là càng kéo dài thì càng có lợi. Thì bệnh nhân của chúng ta may mắn là đáp ứng được lâm sàng với steroid, được điều trị duy trì bằng corticoid giảm liều và cộng với azathioprine. Tuy nhiên, những trường hợp khó hơn nữa là gì? Nếu như bệnh nhân này không đáp ứng với steroid, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải bước qua một cái liệu pháp cứu vãn. Nhưng mà trước khi một bệnh nhân bị thất bại với steroid, chúng ta phải coi lại cái nhất liều steroid có đủ hay chưa? Bệnh nhân này có đồng nhiễm CMV, CDIF hay không? Bệnh nhân này có biến chứng phình đại tràng nhiễm độc hay chưa? Đánh giá chỉ định cắt đại tràng. Cái chỉ định cắt đại tràng các anh chị phải đánh giá mỗi ngày từ ngày 1 cho tới ngày 7, chứ không phải là tới ngày 4 chúng ta mới đánh giá. Tại vì cái tình trạng đáp ứng của người bệnh nó sẽ thay đổi mỗi mỗi ngày và cái phụ thuộc vào cái thời gian thăm khám của người bệnh. Và thuốc cứu vãn hiện tại cho tới thời điểm này đó là infusimab hay là cyclosporine. Thì hai cái thuốc này hiện tại vẫn là một cái first line trong cái chọn lựa điều trị. Đối với cyclosporine thì có hai cái nghiên cứu trong cái điều trị ASOS mà kháng steroid. Thì trong hai cái nghiên cứu này thì người ta thấy là cái thời gian trung bình có hiệu quả trong cái các kháng steroid tỷ lệ đáp ứng đến 2% so với được, và cái liều cyclosporine là 20 mg bạc ký hay là 40 g bạc ký thì tương đương nhau, và dùng liều càng cao thì tác dụng phụ càng nhiều. Nhưng dùng cyclosporine các anh chị phải nhớ một chuyện, cái nhất là gì? Phải có định lượng nồng độ đã định. Cái hai là nguy cơ tác dụng phụ của cyclosporine rất cao, đặc biệt chúng ta phải kiểm tra kali, kiểm tra magie và kiểm tra bilirubin lipid máu. Tác dụng phụ của cyclosporine rất là nhiều, trong đó có những tác phụ nhiễm trùng, tác dụng phụ động kinh. Cho nên nếu như mình không có kinh nghiệm dùng cyclosporine ở cơ sở y tế mình thì mình nên chọn một loại thuốc khác để cho nó phù hợp đối với người bệnh hơn, để giảm liệu cái tác dụng phụ. Còn đối với ASOS thì sao? Đối với nếu như những bệnh nhân mà chúng ta dùng cyclosporine đạt được giai đoạn cấp rồi thì chúng ta duy trì bằng thuốc gì? Thì khuyến cáo cũng ghi rõ cho chúng ta có một cái nghiên cứu đánh giá cái hiệu quả duy trì của cái điều trị duy trì của bệnh nhân ASOS mà đáp ứng với cyclosporine. Thì chọn một trong hai thuốc đó là người bệnh sử dụng cái azathioprine. Nhưng mà người ta thấy có vẻ cái kết quả nghiên cứu này trên 142 người bệnh, thời gian từ năm 92 đến năm 2004 đó, thì người ta thấy là cái tỷ lệ cắt bỏ đại tràng ở cái nhóm mà đã dùng azathioprine trước đó rồi nó có vẻ nó cao hơn so với cái nhóm dùng. Đó là một cái ghi nhận. Và cái thứ hai là cái tỷ lệ đáp ứng, tỷ lệ sống còn mà không cắt đại tràng đó, nó giảm dần theo thời gian đối với những người bệnh mà có xài cyclosporine trước đó. Còn infusimab thì sao? Thì infusimab thì có một cái nghiên cứu đối chứng so với giả dược trên những bệnh nhân mà ASOS kháng steroid. Thì người ta làm cái nghiên cứu thì có trên 45 người bệnh, có 24 người bệnh là xài infusimab và 21 người bệnh dùng giả dược. Thì người ta thấy là cái tỷ lệ cắt đại tràng mà sau 3 tháng đó ở cái nhóm mà dùng infusimab nó thấp hơn so với nhóm giả dược. Nếu như sau khi bệnh nhân dùng ASOS, bệnh nhân dùng cái infusimab mà có đáp ứng ngắn hạn rồi thì chúng ta duy trì bằng thuốc gì? Thì nó cũng đưa ra ba cái nhóm thuốc cho chúng ta chọn lựa: một là 5-HA, hai là azathioprine, hay là tiếp tục infusimab. Thì một cái nghiên cứu trên 211 người bệnh thì người ta thấy là cái tỷ lệ sống còn sau khi mà sử dụng cái infusimab là nó chiếm khoảng 71%, và tiếp tục những bệnh nhân này được điều trị 5-ASA hoặc là thuốc điều hòa miễn dịch azathioprine hoặc là tiếp tục anti TNF thì người ta ghi nhận một cái chuyện gì? Cái thời gian mà người ta theo dõi cái nguy cơ cắt đại tràng từ 3 đến 12 tháng sau khi điều trị giai đoạn tấn công thì người ta thấy là ở cái nhóm mà dùng infusimab nó thấp hơn so với hai nhóm còn lại.
Vấn đề quan trọng là làm sao chúng ta biết là bệnh nhân đó có đáp ứng infusimab hay không. Nó có các cái yếu tố dự đoán, nhất chúng ta dựa vào cái nhất thang điểm Mayo, chúng ta dựa vào nồng độ albumin máu. Đó là những cái yếu tố giúp chúng ta dự đoán là cái ca ACE này có khả năng đáp ứng với infusimab hay không. Và trong hai thuốc này như vậy thì chúng ta thấy là thuốc nào nó nói về mặt hiệu quả thì gần như cyclosporine hay infusimab đều có tác dụng trên bệnh nhân ACE mà kháng steroid. Thì như vậy một trong hai thuốc chúng ta chọn thuốc nào? Thì như vậy có hai cái nghiên cứu đối chứng đối đầu thực hiện đối đầu giữa hai thuốc đó là cyclosporine và infusimab. Thì chúng cũng thấy là có vẻ giống như là hai cái thuốc này khi mà nó làm đối đầu với nhau á, thì có vẻ giống như cái tỷ lệ mà đáp ứng hay tỷ lệ thất bại nó cũng xem nhau. Thuốc nào nó cũng có tác dụng hiệu quả hết. Còn nếu mà trong trường hợp mà kéo dài 5 năm thì như thế nào? Thì người ta thấy như thế nào? Người ta thấy là cái tỷ lệ mà không trắc đại tràng sau 5 năm cũng tương đương nhau luôn, cũng gần gần giống nhau. Cyclosporine cũng vậy mà infusimab cũng vậy. Và một cái nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu không trắc, cũng nghiên cứu đối đầu thì người ta thấy là cái tỷ lệ sống sót và cái tỷ lệ cắt đại tràng nó không khác nhau giữa hai nhóm. Thế thì lúc này khó chúng ta, nếu như bệnh nhân chúng ta mà kháng steroid chúng ta không biết chọn gì, chúng ta không biết chọn gì thì chúng ta sẽ chọn gì, khuyến cáo nói gì. Trong các khuyến cáo thì gần như trong cái khuyến cáo của Hội Tiêu hóa Mỹ năm 2019 đó, thì khuyên của chúng ta là infusimab cũng được, cyclosporine cũng được. Rồi sau khi mà infusimab mà nếu mà chúng ta chọn infusimab á, mà thành công rồi đó thì chúng ta tiếp tục duy trì bằng infusimab. Còn nếu mà chúng ta chọn cyclosporine rồi đó mà chúng ta điều trị thành công rồi chúng ta duy trì thì chúng ta duy trì bằng cyclosporine. Và trong cái ACE nếu như mà chúng ta không đáp ứng với cyclosporine thì có thể duy trì bằng vedolizumab. Thì như vậy khuyến cáo này nói vậy thì cuối cùng chúng ta không biết chọn gì, chúng ta chọn cyclosporine hay chúng ta chọn infusimab, đọc xong cũng không biết chọn gì. Thì cái một cái phiên bộ một cái tài liệu một cái cập nhật mới nhất là của ECHO 2023. Hên quá em đọc được cái này. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn loại thuốc. Tới năm 2021 người ta tổng hợp được các cái RCT đối đầu giữa cyclosporine và infusimab. Thì kết quả nó cũng tỷ lệ về thành công và tỷ lệ cắt đại tràng trong vòng tháng đầu tiên đó, nó cũng tương tự nhau giữa hai hai thuốc. Tuy nhiên có vẻ như người ta thấy là cái infusimab nó ít tác dụng phụ hơn cyclosporine. Thì người ta đưa ra một số các cái yếu tố dự đoán để mình chọn thuốc do cho bác sĩ lâm sàng chọn thuốc. Đó là yếu tố dự đoán đáp ứng dựa vào CRP có tăng hay không, albumin có thấp hay không, tổn thương trên nội soi có nặng hay không để chúng ta coi chúng ta nên chọn infusimab. Nếu như mà albumin giảm thấp quá, tổn thương nội soi thấp quá, coi chừng chúng ta chọn infusimab bị thất bại. Tại vì nó liên quan tới tăng tính thải và giảm cái khả năng bán hủy của thuốc. Cái thứ hai là thời gian nằm viện thì thấy có vẻ những bệnh nhân mà ACE kháng steroid đó, thì sử dụng infusimab có vẻ thời gian nằm viện nó ngắn hơn. Vậy là nó lại liên quan tới chi phí điều trị bệnh nhân hết bệnh sớm tôi khoái tôi xuất viện rồi. Cái thứ hai nó giật lành niêm mạc trên nội soi. Người ta thấy mà làm sao mà lành niêm mạc trên nội soi càng sớm á, thì cái tỷ lệ cắt đại tràng nó càng thấp. Và cái nữa là yêu cầu sàng lọc bệnh lao hay là viêm gan thì nó dựa vào dịch tễ của từng vùng. Đối với châu Á của mình nếu như đặc biệt là Việt Nam nếu mình muốn xài infusimab mình phải tầm soát lao, tầm soát viêm gan B, tầm soát viêm gan C, tầm soát yếu tố nhiễm trùng cơ hội để chúng ta dự phòng. Sử dụng thuốc thuận tiện, sử dụng thuốc có thuận tiện hay không thì nó có một cái nghiên cứu rất là lớn ở Mỹ, ở Tây Ban Nha và Ý thì người ta thấy có vẻ giống như cái việc sử dụng thuốc này nè, bác sĩ thích hơn khoảng chiếm khoảng 74% là phỏng vấn thì thấy bác sĩ là sử dụng cái infusimab chiếm khoảng 74% so với cái việc mà xài cyclosporine. Nghĩa là mình không biết là bác sĩ được training tốt quá hay sao hay là cyclosporine không được sử dụng mà có vẻ là như vậy, theo ghi nhận là như vậy. Và cái chi phí và sở thích dùng thuốc, chi phí điều trị thì ở nước ngoài thì chắc là được bảo hiểm, còn Việt Nam mình thì bảo hiểm được 50%. Và khi mà người ta phỏng vấn trong cái nghiên cứu contrast hồi nãy anh chị thấy đó, tình cờ thì người ta làm một cái nghiên cứu phỏng vấn về cái sở thích của người bệnh trong cái việc sử dụng thuốc thì có vẻ giống như người bệnh lại ưu thế chọn cái infusimab hơn so với cyclosporine. Như vậy thì đứng giữa ngã ba đường chúng ta chọn gì, cyclosporine hay là infusimab, chúng ta phải phối hợp nhiều nhiều yếu tố để chúng ta chọn lựa cho người bệnh. Và nếu như mà chúng ta đã sử dụng infusimab rồi hoặc là cyclosporine rồi bị thất bại rồi chúng ta làm gì? Chúng ta được chuyển qua chuyển lại. Nếu đã xài cyclosporine rồi thì có thể chuyển qua infusimab. Nếu mà lỡ xài infusimab rồi thất bại có thể chuyển qua cyclosporine. Tuy nhiên nhìn chung cái tỷ lệ đáp ứng khoảng 60% và tỷ lệ thất bại, tỷ lệ về cắt đại tràng là khoảng 30%. Một cái khuyến cáo là sử dụng infusimab liều gia tốc thì cái này chỉ có một mình Hội Tiêu hóa Anh họ đồng thuận thôi, còn các khuyến cáo khác họ chưa đồng thuận. Có thể là liều gia tốc có nghĩa là chúng ta có thể rút ngắn thời gian sử dụng 3 liều đầu lại, thay vì là 0, 2, 6 có thể rút ngắn lại trong
Tuần đầu tiên chúng ta rút ngắn liều lại, hoặc là tới tuần thứ hai chúng ta rút ngắn lại, hoặc chúng ta sử dụng liều 10 mg khởi đầu. Tuy nhiên nó liên quan tới chuyện là bảo hiểm y tế, nó liên quan tới vấn đề nguy cơ nhiễm trùng. Cho nên cái chuyện mà chỉ có một mình hội tiêu hóa anh là khuyến cáo cái liều giải phóng này thôi. Phẫu thuật cắt đại tràng không nên trì hoãn. Trong trường hợp nếu như chúng ta đã thất bại hai cái thuốc này luôn rồi, chúng ta nên xem xét vấn đề cắt đại tràng. Vì nếu như chúng ta trì hoãn vấn đề cắt đại tràng mà nó đã có chỉ định rồi, thì chúng ta làm tăng nguy cơ chu phẫu và tăng nguy cơ tử vong chu phẫu. Các cái khuyến cáo thì cho tới ngày nay thì khuyến cáo vẫn cho chúng ta khuyến cáo nói gì theo ECHO năm 2022, thì nếu như chúng ta điều trị thất bại rồi, chúng ta có thể chuyển qua chuyển lại giữa hai thuốc. Một là chúng ta chuyển từ infliximab chuyển qua cefuroxim hoặc là ngược lại. Còn đó chỉ có một cái mình của cái hội tiêu hóa Anh đó là họ đồng thuận cho chúng ta sử dụng cái liều gia tốc. Và các cái thuốc khác giống như là tofacitinib thì hiện nay chưa có cái nghiên cứu đối đầu. Vedolizumab thì dùng để điều trị duy trì sau khi chúng ta dùng cefuroxim. Ustekinumab thì sao? Ustekinumab thì một cái nghiên cứu được đăng trên cái tạp chí ECHO năm 2023 đó, thì người ta thấy là có một vài các cái nghiên cứu quan sát bắt đầu được 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 thực hiện và được đăng lên, thì tôi thấy là cái ustekinumab phối hợp với cefuroxim, thì cefuroxim là chiếc cầu nối ban đầu, có nghĩa là khởi đầu bằng cefuroxim, sau khi đáp ứng xong chuyển qua ustekinumab. Thay vì là mình xài cefuroxim rồi sau đó mình cho qua cái azathioprine hay gì đó, hay là mình xài vedolizumab, thì bắt đầu nó có cái chuyện khởi động cái ustekinumab. Và với cái thời đại hiện giờ, các cái thuốc sinh học ở thế hệ mới bây giờ, thì làm sao chúng ta đạt được hiệu quả cho người bệnh và cái thuốc đó an toàn thì chúng ta sử dụng. Theo ECHO năm 2020 thì ustekinumab được khuyến cáo là một cái chọn lựa trong thuốc sinh học đầu tay trong những cái trường hợp mà UC thể trung bình nặng mà thất bại với thuốc điều trị cổ điển hoặc là các thuốc sinh học khác. Thì một cái vấn đề xuyên suốt trong ASERT, mỗi bước đi chúng ta thì coi có chỉ định ngoại khoa hay không, phình đại tràng nhiễm độc, thủng đại tràng, xuất huyết không kiểm soát, hoặc là ASERT kháng trị hết với thuốc. Đây là cái lưu đồ mà khoa tiêu hóa của chúng tôi xây dựng, thì chúng ta thấy là có cái đáp đúng là được cấp của viêm loét đại tràng nặng hay không. Chúng tôi xài cái hydrocortisone, sau đó chúng tôi đánh giá đáp ứng ở ngày thứ tư và dựa theo đó chúng tôi coi là có đáp ứng hay không, hay không đáp ứng. Nếu không đáp ứng thì xem xét ngoại khoa hoặc là điều trị cứu vãn, còn có đáp ứng thì chúng tôi duy trì với steroid và cộng với azathioprine. Để kết luận cho bài nói hôm nay thì ASERT là một cái bệnh lý cấp cứu giống như một cấp cứu nội khoa nặng. Steroid là một cái chọn lựa đầu tiên, tuy nhiên chúng ta chú ý là tới 1/3 người bệnh là không đáp ứng với steroid, cho nên việc đánh giá đáp ứng ở ngày thứ tư rất là quan trọng. Tiêu chí thì chúng tôi sử dụng cái tiêu chí Oxford để đánh giá. Cái thứ hai nữa là điều trị cứu vãn thì chúng ta có infliximab hoặc là cefuroxim trong trường hợp ASERT kháng steroid. Khi mà chúng ta dùng cefuroxim thì có thể chúng ta xem xét, khi mà duy trì thì chúng ta có thể dùng vedolizumab hoặc là ustekinumab. Hội chẩn ngoại khoa trong trường hợp mà chúng ta có chỉ định phẫu thuật để cắt đại tràng. Phần trình bày của em đến đây là hết. Xin cảm ơn bác sĩ Cao Ngọc Tuấn với một cái bài báo cáo về báo cáo lâm sàng mà được cấp của viêm loét đại tràng nặng. Thì sau khi một hồi chúng ta nghe rồi thì cũng không biết là chưa biết là sẽ làm cái gì, mà may quá cuối cùng thì thầy Hoàng cũng có nghe loáng thoáng là ustekinumab, thành ra tốt nhất là bây giờ chút chút xíu chúng ta qua phần thảo luận sẽ nói kỹ hơn một cái trường hợp rất là lý thú. Thì bây giờ trước mắt để có năng lượng, chúng ta sẽ xin phép nghỉ giải lao trong vòng 15 phút và chúng ta sẽ quay trở lại hội trường lúc 2:45. Xin cảm ơn.